Dạ, xin chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại hồ đường, đây là quận mấy cô Tư? Bình Tân. Dạ, xin chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày quay thứ 3, ngày quay thứ 4 bộ phim Chùm Nổ. Đây quý khán giả, hôm nay ngày quay thứ 4 thì em mới có vai diễn. Đây, mọi người nhìn này, mọi người biết em vào vai gì không ạ? Cậu Tư, vai gì cậu Tư? Trời ơi, lần đầu tiên em mặc đồ y tá luôn, chút nữa em sẽ chụp bộ hình làm kỷ niệm. Đây, màu áo blue, màu áo trắng. Hôm nay em sẽ đóng vai một y tá. Không phải là vai út móm của phần 1. Của phần 1 nữa mọi người, mà là một vai hoàn toàn mới. Vai này thì không có tên. hình như em để ý bữa giờ là mình, cậu Tư hay là chị Trang, những người mà quay trở lại ở phần 2 hầu như không có tên ở phần này hay sao á, toàn là những nhân vật gọi theo tên nghề nghiệp thôi chứ không có tên của nhân vật chính. Nhưng mà em vẫn sẽ tự gọi em là cô y tá út móm đó. Đó, mình cũng phải có tên để một tên chứ để không hồi lên không biết để tên thì sao. Ủa, anh Khương đâu rồi ta? Đây, bây giờ đang quay mấy cảnh kia chứ. Anh em ơi, máy ra. Rồi, sắp vô. Chủ con vô cha vừa nè chủ. Rồi, đi về qua đâu ta? Đi ta. Cái thui à. Ngoài đó chút chứ không. Con thui ta thui. Ủa, con này. Bây giờ chìa khóa chuẩn bị học cho em luôn. Đẹp đâu không? Chứ đâu. Rồi để cái hình thẻ. Rồi hình thẻ bao bao ảo luôn. Hình thẻ như diễn viên Hàn Quốc vậy. Công nhận tổ thiết kế có tâm ghê. Cho cái hình thẻ với ngoài thật không giống nhau miếng nào hết trơn. Chứ gì nữa, trông đẹp hơn đúng rồi. Đã vậy mà còn không được mớm nữa. Không phải. Anh nói được cái chính xác. Rồi coi được coi. Đang ăn chưa? Đang ăn rồi. Đó rồi, đó rồi. Ăn có lẽ đi đưa quay. Mình mới ra buổi chè rồi. Mũi nó còn kêu là phải có y tá ở trong để đỡ xuống, mà cái này có một chiếc xe không thôi à. Chút nữa đến bệnh viện mới là có em ra. Y tá nhận ha. Anh Trang ơi, qua giùm em xíu đi anh Trang. Ê, em dẫn cái xe này qua bên kia đi. Xe anh á, dẫn qua anh bển đi. Đi lên nè, qua đây. Rồi, ok rồi. Rồi, hai máy cầm hai bên, một máy ở giữa. Wow, ở trên kia góc. Khán giả. Y tá sao không đi làm mà ra ngoài đây vậy y tá? Em trong giờ làm việc hả? Em đang trong giờ làm đây nè. Nghĩ tìm Mỹ. Ủa, em không phải đâu anh. Em đây. Quay. Chơi. Lâu lâu mới lại được gắn mít. Đạo diễn Phạm Tân. Chút nữa nhớ cho em điện thoại xuống nha. Điện thoại có được đâu mà không thoại đi mít trời. Đang gắn mít, y tá đang gắn mít. Rồi, nãy giờ gắn vô YouTube hả? Tụi em lên luôn hả? Ừ. Không cười dữ lắm đó chị là chị cứ mà nghe lắm ơi không nhìn thấy cái bản mặt của chị nó đây mọi người đây nha.
diễn viên sung sướng nhất của ngày hôm nay, chỉ việc nằm thôi. Sau cả buổi chiều thì hai chị em giờ cũng đã được đóng rồi. Đấy, mấy tiếng đồng hồ được ra sắc chưa? Mà không biết, em không biết chút nữa có sờ hình gì không nữa. Em lần nào cũng bịt mặt luôn rồi đó. À không, chút nữa chắc chắn là có mở chị ra. Tại vì anh Khương có chạy tới mở ra coi xem có phải ông ngoại không. Đây. Để em quay lại đằng trước hai chị em mình. Dậy đi, chị ngủ rồi. Dậy đi. Ui, là sao mà không? Đến ra ngoài kia, mình sợt ngoài kia. Ngủ được một giấc. Ơi, đóng mà bà ngủ được một giấc đã luôn. Không biết có sợt ngoài kia không, để đi ra hỏi thử. Chứ không mất công tội chị mất cấp mà. Chứ đòi nằm nhúc nhích. Để em hỏi coi xem có trời, cái da nhìn sao. Ủa đây chị ngủ thiệt hả? Trời. Đợi lâu quá. Ngủ thiệt luôn trời. Thôi nằm tiếp đi. Để em thấy bên ngoài nó xong rồi, không biết đến mình sợ hình chưa, mình chưa nữa.